Mời quý vị cùng đến phần 2 của Cơ sở Công nghệ trên FPNC. Thưa quý vị, mở đầu phần tin vắn ngày hôm nay sẽ là thông tin về mục tiêu mà Cục An toàn Thông tin đưa ra tại tọa đàm công dân số tổ chức tại Hà Nội mới đây. Theo đó thì sẽ có từ 80 đến 90% dân số Việt Nam sẽ sử dụng Internet và trong số đó có 78% sử dụng Internet mỗi ngày. Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, mục tiêu của ngành là tăng tỷ lệ người sử dụng Internet lên 80-90% dân số, ngang bằng với các nước phát triển hiện nay. Hiện Việt Nam có gần 50 triệu người sử dụng Internet, đạt tỷ lệ 53% dân số. Đây là con số cao hơn mức trung bình của thế giới là 46,64%. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 16 trong top 20 quốc gia có số người sử dụng Internet nhiều nhất tại châu Á. Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam nhìn nhận, Việt Nam hiện đang đối mặt với nhiều thách thức để phát triển Internet như cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực, bảo mật thông tin, an toàn và an ninh mạng, v.v. Tuần qua, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đã phát hiện 17 video có nội dung phạm luật như xuyên tạc lịch sử, kích động thù hằn dân tộc v.v. và đính kèm là quảng cáo của nhiều nhãn hàng trong nước. Ngoài ra, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cũng cáo buộc YouTube đề xuất nhiều video có nội dung không phù hợp cho người dùng. Trước khi đó, đại diện Google, đơn vị điều hành YouTube khẳng định chính sách chung về phát quảng cáo trên YouTube áp dụng cho tất cả các video. Cái nội dung quảng cáo hiện được xếp theo cơ chế tự động và nếu cảm thấy không phù hợp, người dùng hay doanh nghiệp có thể thông báo để gỡ bỏ. Và nếu người dùng cảm thấy một video có nội dung không phù hợp, người dùng có quyền gửi cảnh báo cho đội ngũ của YouTube để loại trừ những video này ra khỏi mục đề xuất. Tuy nhiên, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng của Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho rằng YouTube cần phải có trách nhiệm. Cục sẽ kiến nghị áp dụng các biện pháp kỹ thuật và chế tài phù hợp. Đối với sự cố đứt cáp quang biển AAG vào hôm 18 tháng 2, các nhà mạng cho biết dự kiến phải đến ngày 27 tháng 3, tuyến cáp này mới khôi phục xong. Ngày 23 tháng 3, tàu sửa cáp mới tiếp cận được vị trí cáp bị sự cố. Sau đó, cần thêm 4 ngày để thực hiện các mối hàn. Trong khi đó, các nhà mạng Internet trong nước cho rằng sự cố AAG lần này không ảnh hưởng nhiều đến người dùng do các nhà mạng đều đã có những biện pháp dự phòng. Chẳng hạn, Viettel đã bổ sung và nâng cấp dung lượng kết nối quốc tế trên tuyến ABG từ trước Tết âm lịch. VNPT Vinaphone cũng đã chủ động ưu tiên định tuyến dịch vụ trên 3 tuyến cáp khác. Ngày 27 tháng 2, Diễn đàn Internet khu vực châu Á-Thái Bình Dương có tên đầy đủ là Diễn đàn Vành đai châu Á-Thái Bình Dương về công nghệ ứng dụng, gọi tắt là Apricot, chính thức được khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là lần đầu tiên Apricot được tổ chức tại Việt Nam với sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Sau 21 năm kể từ lần tổ chức đầu tiên, Apricot đã trở thành diễn đàn Internet hàng đầu của khu vực, với mục tiêu tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin và Internet học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia, đồng nghiệp nhằm phát triển hạ tầng và dịch vụ Internet trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trao đổi bên lề, ông Trần Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam nhận định, trong lộ trình phát triển 20 năm của Internet Việt Nam, có thể thấy rằng bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn rất nhiều thách thức. Với sự đổi mới liên tục của công nghệ, khi mà chúng ta kết nối Internet ngày càng nhiều hơn, thì một vấn đề cần được quan tâm chính là bảo mật an toàn thông tin trên môi trường Internet. Và đây cũng là một nội dung quan trọng tại Apricot lần này. Cụ thể, ngay trong tuần làm việc đầu tiên, đã có khoảng 150 người được tham gia các khóa huấn luyện về an toàn thông tin, an ninh mạng cùng các chuyên gia. Việc tổ chức hội nghị, cái diễn đàn Internet khu vực châu Á-Thái Bình Dương Apricot lần này để nhằm mục đích mang lại cái cơ hội cho các chuyên gia, các kỹ sư công nghệ thông tin, điện tử viễn thông của Việt Nam và các ISP của Việt Nam được có cơ hội gặp gỡ, làm việc, trao đổi, học tập kinh nghiệm và học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu thế giới về công nghệ mạng, công nghệ Internet. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong cái bối cảnh mà Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện mình, đang tiếp tục hoàn thiện các cơ sở hạ tầng thông tin và các đảm bảo các an toàn an ninh trên Internet. Để góp phần xây dựng và phát triển bền vững Internet tại Việt Nam, theo ông Trần Minh Tân, đòi hỏi các nhà cung cấp dịch vụ cần nâng cao ý thức về bảo mật cho mạng thông tin của mình, các dịch vụ của mình. Đây là điều mà các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự quan tâm. Ngoài ra, các vấn đề khác như việc xây dựng hệ thống hạ tầng đủ mạnh để đáp ứng sự phát triển trong thời gian tới cũng cần được chú trọng hơn. Về phía người sử dụng, cũng cần tỉnh táo nâng cao nhận thức về việc bảo mật trên môi trường số, trong khi chờ đợi sự hoàn thiện hơn của hành lang pháp lý. Apricot 2017 sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 3 tháng 3 2017. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đặt mục tiêu đến năm 2030, 1/4 phương tiện giao thông tại đây là xe tự lái. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, Dubai đã tiến hành bay thử nghiệm nguyên mẫu của taxi trực thăng tự lái do Trung Quốc sản xuất.
chiếc IHAN-184 có thể bay theo quỹ đạo đã được lập trình, vận tốc 100 km/h ở độ cao 300m. Hành khách chỉ cần chọn điểm đến và bay. Chiếc taxi trực thăng này có thể bay tối đa 30 phút và sạc điện trong 2 giờ. Cơ quan quản lý giao thông Dubai cho biết đang nỗ lực để có thể chính thức vận hành phương tiện này vào tháng 7 năm nay. Triển lãm di động toàn cầu là một sự kiện thường niên lớn nhất thế giới. Đây là nơi mà các công ty, tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ di động quy tụ lại và giới thiệu những sản phẩm mới nhất của họ trong lĩnh vực này. Và triển lãm năm nay được tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha với sự tham dự của 2.200 công ty trong lĩnh vực công nghiệp di động. Triển lãm hứa hẹn sẽ đem tới nhiều điều mới mẻ cho ngành công nghiệp di động thế giới trong năm nay. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây để nắm bắt được tất cả các thông tin mới nhất trong triển lãm năm nay. Các nhà tổ chức cho biết chủ đề của triển lãm di động toàn cầu năm nay chính là điện thoại di động, yếu tố của tương lai. Chủ đề này dựa trên ý tưởng cho rằng điện thoại di động quan trọng hơn mọi thứ khác. Vấn đề an ninh cũng được siết chặt bằng nhiều biện pháp cho triển lãm năm nay. Fira Gran Via là nơi diễn ra triển lãm chính của các công ty công nghệ lớn. Nơi này được cài đặt gần 600 máy giám sát an ninh trong khuôn viên rộng 240.000 m². Ước tính có khoảng 2.200 doanh nghiệp tham dự triển lãm và 101.000 khách tham dự. Đồng thời, triển lãm năm nay hy vọng có thể mang lại 13.000 công việc tạm thời cho Barcelona và dự báo sẽ thu về 465 triệu euro. Chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn trên thị trường trong thời gian tới, đặc biệt là tại các quốc gia phát triển. Thị trường của chúng tôi đã tăng 100% tại khu vực châu Âu vào năm ngoái. Hơn nữa, tại một số quốc gia, sản phẩm của chúng tôi chiếm vị trí thứ nhất trên thị trường. Tại triển lãm năm nay, nhiều thương hiệu lớn đã đem đến những sản phẩm rất mới và sáng tạo như Samsung, Nokia, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều thay đổi trong lĩnh vực công nghệ của thế giới trong thời gian tới. Nổi bật nhất trong triển lãm lần này phải kể tới công nghệ thực tế ảo, mạng 5G. Các dụng cụ công nghệ cao đã đổ bộ vào trong triển lãm, thu hút sự tò mò, chú ý của tất cả các khách tham dự triển lãm. Bằng cách xây dựng một công viên giải trí với không gian thu hẹp và cho phép người dùng của họ sử dụng những chiếc gear VR để trải nghiệm những chuyến tàu lượn và những mô hình lái máy bay và nhiều hoạt động khác. Mạng 5G có lẽ là một trong những đề tài nóng nhất trong triển lãm năm nay với kết nối ẩn miễn phí và tốc độ truyền dữ liệu nhanh chóng. Triển lãm lần này là một cú hích lớn để chúng tôi nỗ lực và nâng cấp những tiêu chuẩn về mạng 5G. Và tôi nghĩ điều đó hoàn toàn khả thi, bởi có khá nhiều hợp đồng quốc tế, chúng tôi đã thấy trước rằng sẽ có những hệ thống mạng 5G chạy thử rất sôi động trong năm nay. Và chúng tôi cũng thấy sẽ có một cuộc chạy đua náo nhiệt xem ai sẽ là người sử dụng mạng 5G đầu tiên. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu đều muốn là những người dùng trước. Hơn nữa, ở khu vực Bắc Mỹ, có một cú hích lớn từ ông trùm mảng công nghệ truyền thông như Verizon. Cùng các công ty khác đã bắt đầu sử dụng 5G ở trong công ty của họ. Nó không phải là thứ các bạn mang theo bên cạnh, nhưng sẽ mất thêm chút thời gian nữa cho tới năm 2019-2020. Các bạn có thể sử dụng mạng 5G trên những chiếc smartphone của mình, và chắc chắn thời điểm đó sẽ tới. GSMA cũng mang tới triển lãm công nghệ được dùng để điều khiển động vật hoang dã, mang tới dữ liệu thực của một khu vực hay những đặc tính của các loài động vật. Có rất nhiều ứng dụng y học cho điện thoại, chẳng hạn như những thiết bị kiểm soát béo phì của những ai có vấn đề về nồng độ đường trong máu. Giờ đây, chúng ta có những bộ điều khiển sẽ giúp kiểm soát nồng độ máu của họ 24 giờ một ngày bằng thiết bị kiểm soát qua điện thoại di động trên người họ. Điều này có nghĩa là họ sẽ tiếp cận được với những liệu pháp điều trị tốt hơn và những chẩn đoán chính xác hơn về vấn đề họ mắc phải. Nhưng không chỉ có vậy, chúng tôi còn có một mô hình mô phỏng hệ sinh thái ở đây, và nó sẽ cho ta biết những loài động vật hoang dã đã và đang gặp phải vấn đề gì. Từ đó, chúng ta có thể đánh dấu những loài động vật đó và xem vấn đề nằm ở đâu. Bên cạnh đó, đại diện lớn nhất của Trung Quốc là Huawei cũng giới thiệu tới triển lãm hai sản phẩm smartphone mới nhất là P10 và P10 Plus. Huawei là hãng sản xuất điện thoại lớn thứ ba trên thế giới chỉ sau Apple và Samsung. Các nhà phân tích thị trường cũng cho biết, Huawei là hãng đối thủ cạnh tranh lớn nhất sử dụng hệ điều hành Android với Samsung. Bên cạnh đó, Huawei cho biết hãng đang có tham vọng mở rộng thị trường và đa dạng hóa các dòng sản phẩm từ sản phẩm có giá thành rẻ cho tới những sản phẩm hạng cao cấp để có thể cạnh tranh với Apple và Samsung tại phân khúc thị trường cao cấp ở châu Á và châu Âu. Tính năng nổi bật của hai dòng điện thoại mới, P10 và P10S, mà Huawei giới thiệu tại triển lãm di động toàn cầu lần này bao gồm chụp ảnh ống kính kép Leica và tăng cường thời gian sử dụng pin lên tới 40%, cùng với phần mềm có những cải tiến tự động. Theo như chiến lược kinh doanh truyền thống của công ty là điện thoại giá rẻ, dòng sản phẩm mới này theo kế hoạch sẽ tung ra thị trường vào tháng 9 với mức giá dưới 100 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Huawei cũng ra mắt đồng hồ mới của hãng đậm chất thể thao hơn và sẽ hướng tới đối tượng khách hàng là những người tập thể dục. Ngoài ra, Telefonica cũng giới thiệu tới triển lãm chạy thử nghiệm điều khiển ô tô từ xa bằng mạng 5G, cách đó 70 km. Đây cũng là một trong những sự kiện ra mắt ấn tượng nhất trong triển lãm năm nay, sử dụng mạng 5G. Và theo nhiều chuyên gia trong tương lai, mạng 5G sẽ bùng nổ nhanh chóng với những ứng dụng rộng rãi. Nokia cũng mang lại cho triển lãm một không khí mới với việc giới thiệu phiên bản mới của chiếc điện thoại Nokia 3310
vốn là một trong những sản phẩm kinh điển của hãng trong thời kỳ trước khi bùng nổ Internet. Bên cạnh đó, LG cũng góp mặt với sản phẩm mới G6 chống nước của mình, sẽ đủ để cạnh tranh với các thương hiệu khác, đồng thời luôn hướng tới những tầng lớp khách hàng trung bình, và hy vọng thiết kế điện thoại mặt bát của họ sẽ thu hút triển lãm năm nay tại Barcelona. Samsung cũng giới thiệu tới triển lãm hai sản phẩm mới là chiếc Galaxy Tab S3 và Galaxy Book. Chiếc Galaxy Tab S3 có một bàn phím rời và một chiếc Book S Pen. Triển lãm sẽ kéo dài cho tới hết ngày 2 tháng 3. Vừa rồi là chuyên mục công nghệ tuần qua. Trong chuyên mục tiếp theo, ai làm gì ở đâu kỳ này? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Sáng tạo nội dung số vẫn cần thêm thời gian để tiềm cận với chủ mực thế giới.